Xin chào các bạn, mình là Tiến Đạt. Hiện mình đang là sinh viên khóa 5 khoa quản trị kinh doanh của trường Đại học Đại Nam. Bây giờ mình đang ở cơ sở 1 của trường tại địa chỉ số 56 Vũ Trọng Phụng, Thanh Xuân, Hà Nội. Hôm nay là ngày 21 tháng 8 năm 2014, là ngày mà các tân sinh viên khóa 8 mang hồ sơ đến để hoàn thiện nốt thủ tục nhập học và chuẩn bị cho mình một năm học mới. Trường Đại học Đại Nam được thành lập ngày 14 tháng 11 năm 2007 theo quyết định số 1535 QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Trải qua 7 năm phát triển và đào tạo, đến nay, Trường Đại học Đại Nam đã có tổng cộng hơn 8.300 sinh viên theo học hệ đại học, cao đẳng và hơn 250 học viên theo học hệ cao học. Trong ngày hôm nay 21 tháng 8 năm 2014, Trường Đại học Đại Nam đã làm thủ tục nhập học cho các tân sinh viên khóa 8 vào trường. Ngay từ sáng sớm, các sinh viên và phụ huynh đã có mặt tại trường để làm thủ tục nhập học. Vì thế nên công tác chuẩn bị và triển khai từng công việc của các cán bộ trong trường cùng với đội sinh viên tình nguyện đã tiến hành rất khẩn trương, nhanh chóng. Các bạn sinh viên khóa 8 lần đầu nhập học sẽ không tránh khỏi những âu lo, hồi hộp trước trường mới, thầy cô và bạn bè mới. Nhưng dù một mình lên đường hay có ba mẹ đi cùng, những cảm giác bỡ ngỡ ít nhiều cũng sẽ vơi đi khi gặp gỡ thầy cô và các anh chị khóa trên, được hướng dẫn làm thủ tục nhập học một cách cặn kẽ và ân cần. Đó là điều mà nhà trường luôn muốn dành cho các bạn ngay từ những bước đầu tiên đến với mái nhà chung mang tên Đại Nam. Chào em, anh là Đạt Bói, hiện đang là một sinh viên khóa 5 của khoa quản trị kinh doanh trường Đại học Đại Nam. Thì anh có thể học vấn em chút được không? Thì anh có hỏi là em tên là gì? Em là Hoàng Lê Huy ạ. Hoàng Lê Huy ạ, hôm nay Huy đến nhập học một mình hay là đi với ai? Em đi một mình. À, đi một mình ạ. Ừ, thì em đăng ký con ngành nào đấy? Em đăng ký ngành công nghệ thông tin. Công nghệ thông tin à? Chắc hẳn là em rất là thích ngành tình đúng không? Và các phần mềm đúng không? Thì anh có hỏi là cảm nhận khoa ban đầu của em về trường Đại học Đại Nam như nào? Mọi người đón tiếp em có nhiệt tình không? Hay là các thủ tục có vấn đề gì không? À, kêu nhiệt tình. Chỉ có điều là lúc em ngồi ngoài thì không nghe rõ, là vào có hơi muộn một tí. À, thế thì chúc em có một năm học mới sẽ đạt được nhiều kết quả tốt. Vâng. Cảm ơn em. Vâng. Chào cô ạ. Chào, muốn hỏi cô là hôm nay cô đi học với em đúng không? Thì em được trường kia ngành nào không? Chắc là em rất là thích máy tính, thích lập trình đúng không? Hay là... thích về bên máy tính. À, tức là đây là ngành mà em tự đăng ký hay là do gia đình? Không, em là tự đăng ký thôi. Tới khoảng 9 giờ, theo như nhóm phóng viên chúng tôi ghi nhận, số lượng học sinh và phụ huynh tới nhập học khá là đông. Lượng hồ sơ nhập học trong buổi sáng ngày hôm nay cũng phải lên tới con số hàng trăm bộ. Tuy nhiên, các cán bộ tiếp nhận hồ sơ cũng vẫn làm việc một cách tích cực để có thể hoàn thành nhanh chóng thủ tục nhập học cho các tân sinh viên. Bên cạnh đó, không thể không nhắc đến đoàn thanh niên, mà cụ thể là đội ngũ sinh viên tình nguyện, luôn hăng hái giúp đỡ và phối hợp đón tân sinh viên nhập học với nhiều hoạt động như hướng dẫn tới phòng làm thủ tục nhập học, chia sẻ thông tin về các khoa, về ký túc xá, cũng như việc đi lại trợ giúp các em trong những ngày đầu bước chân vào đại học. Hôm nay là ngày sinh viên khóa 8, tân sinh viên khóa 8 nhập học. Mình rất là vui và nhớ lại ngày xưa mình nhập học thì cũng rất là bỡ ngỡ như các bạn hôm nay. Khi đến đây thì được các anh chị sinh viên tình nguyện giúp đỡ nhiệt tình. Anh chị rất là vui vẻ được giúp đỡ mình. Nên là khi mà tham gia trường, mình cũng vào... mong muốn vào đội tình nguyện để cùng các anh chị giúp đỡ cho các em khóa sau. Chào các bạn, mình là Tuấn Anh, đội trưởng đội sinh viên tình nguyện trường Đại học Đại Nam. Thì hôm nay được nhận nhiệm vụ là lên làm thủ tục nhập học cho các em tân sinh viên khóa 8. Thì tuy là trời nóng nực nhưng mà được giúp các em và được nhìn thấy các em giống như ngày xưa cũng bỡ ngỡ và cũng trông rất là khổ khờ. Thì hôm nay được giúp các em thì mình cảm thấy rất là vui. Trường Đại học Đại Nam cũng có khu ký túc xá cho sinh viên, gồm 12 dãy nhà tiêu chuẩn với 144 phòng, có bình nóng lạnh, điều hòa nhiệt độ, mạng internet, thuận tiện đi lại và đặc biệt là bảo đảm an ninh tuyệt đối. Và trong sáng nay, cũng có rất nhiều phụ huynh đã đăng ký phòng với mong muốn có một nơi ở thật tốt cho con em của mình. Trong buổi sáng nhập học ngày hôm nay, các thầy cô cũng chính là những người được dâng lên rất nhiều cảm xúc khi được gặp gỡ và chào đón chính các sinh viên của mình. Số lượng các bạn nhập học năm nay thì rất là đông, từ sáng giờ là các thầy cô cũng rất là vất vả so với công việc, tuy nhiên rất là vui vì có nhiều bạn mới năm nay. Cảm nghĩ đầu tiên của cái buổi nhập học ngày hôm nay là không khí toàn trường nói chung và không khí của khoa quản trị nghiệp nói riêng là rất là khởi sắc.
Bởi vì ở đây ngồi ở bàn đón tiếp này thì các thầy cô không được, không những là được đón tiếp các em mà còn được tiếp chuyện với cả phụ huynh các em, chứng tỏ là sự quan tâm của phụ huynh đối và các em đối với khoa nói riêng và đối với trường Đại Nam nói chung là rất là lớn, và điều đấy là một tín hiệu đáng mừng. Và ở đứng cương vị là giảng viên thì cô và các thầy cô trong khoa cũng cố gắng là giải đáp mọi mắt của các em về mặt chuyên môn cũng như về mặt đời sống sinh viên, và cũng thông tin cho các em nhiều cái khóa học hấp dẫn, và các em cũng tỏ ra là phản ứng của các em tỏ ra rất là tích cực, và điều đấy là làm cho các thầy cô cũng rất là vui mừng.